Xin chào anh chị, bài hôm nay thì mời anh chị cùng chiêm nghiệm về tử vi chọn đời cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, nữ mạng cung Cấn, mạng là mạng kiếm phong kim, vàng đầu mũi kiếm. Mạng kim này thì thích hợp với những mạng ngũ hành là thổ là kim, thổ tương sinh, kim thì là trợ giúp. Ngoài ra thì màu sắc hợp với mạng kim đó là màu sắc liên quan đến ngũ hành thổ, ngũ hành kim đó là màu vàng, màu nâu, màu trắng, màu xám và nghi, màu mà kỵ đối với tuổi màu kỵ cũng như là ngũ hành kỵ đó là hỏa. Hỏa gồm màu đỏ, màu hồng và màu tím. Tuổi Quý Dậu thì có thiên can là quý, địa chi là dậu, như vậy địa chi sinh thiên can. Địa chi sinh thiên can thì một phần nào đó trong cuộc sống sẽ có được những cái sự may mắn bất ngờ. Và đặc biệt là khi mà cung tử vi mà có sao ân quang thiên quý thì trong cuộc sống sẽ gặp khá là nhiều may mắn từ trên trời rơi xuống. Còn quý thủy thì là thuộc âm thủy, quý thủy thuộc âm thủy thì kỵ những thiên can liên quan đến thiên can kỷ, đặc biệt là thiên can đinh, ở đây là đinh quý là xung nhau, vừa xung vừa khắc. Đinh là hỏa ở phương nam, quý thủy ở phương bắc, mặc dù là quý thủy có thể nói là khắc được chế được đinh hỏa nhưng mà dù sao nó vẫn là xung khắc, thì những cái năm đinh là những năm khá là bất lợi. Còn quý thủy là chỉ nước trong mưa sương, tức là nước mưa đấy, nước mưa sương, và cũng có nghĩa là cũng có ý nghĩa là khép kín và sinh sôi nảy nở ở bên trong, tức là âm thầm. Quý thủy là chị em của nước, còn nhâm thủy là anh em của nước, tức là quý nhâm là thuộc dương, còn quý là thuộc âm, thế nên là nhâm là anh, quý là chị. Đây là con người bình tĩnh, dịu dàng, hướng nội, làm việc cẩn thận, vậy nên mỗi sự thích đều có tài ý, chú trọng nguyên tắc không theo thực tế, và chính vì vậy mà nội tâm thường bất ổn, có lúc có tính phá hoại, tức là bị giam hãm lâu thì lắm lúc nó bộc phát ra. Hơn nữa thì có sự điều chỉnh về tình cảm, thích khuynh hướng xuyên thủng giống sừng nhọn của sừng bò, tức là nhiều khi là âm thầm chịu đựng quá rồi thì nó phải bứt ra, cũng như cái kim lâu bọc, cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra, thì đấy là cái quý thủy nó như vậy. Về tính cách của người tuổi Dậu thì tượng trưng hình tượng là con gà, thì rất là khắc kỵ tuổi Mão, tại vì Mão Dậu là xung nhau, Dậu là thuộc phương Tây, kim ngũ hành là kim, Mão là thuộc phương Đông, ngũ hành là mộc, tức là về mặt âm dương thì Mão Dậu đều là âm, tức là cùng âm cùng dương thì đẩy nhau ra, không hút nhau vào. Cái thứ hai là khác nhau, một bên là mộc, một bên là kim, một bên là một xuân, một bên là một thu, không ưa nhau lắm. Ưu điểm người tuổi Dậu như sau, thì trong cuộc sống thì người tuổi Dậu toát lên được phong thái chững chạc và sâu sắc, và người tuổi này làm việc vô cùng chăm chỉ, linh hoạt và quyết đoán nên dễ đạt được thành tựu. Cái này thì chắc chắn là rất nhiều anh chị Quý Dậu 93 biết rồi. Người tuổi này thì thường được bạn bè yêu mến vì sự chân thành, sự hòa nhã, rất biết giữ chữ tín trong các mối quan hệ. Đây cũng là một trong năm đặc tính của loài gà, nhân nghĩa lễ chi tín. Còn chữ tín là chính là cái hình tượng mà con gà nó hay báo thức vào buổi sáng. Thời xưa mà khi chưa có đồng hồ báo thức ấy, thì con gà báo thức buổi sáng rất là đúng giờ, mặc dù mưa, mặc dù nắng. Ngoài ra thì tuổi Dậu cũng thường để ý đến ngoại hình và yêu cái đẹp. Còn về mặt nhược điểm là nếu không tiết chế được sự hấp tấp nóng vội thì người tuổi Dậu khó làm được đại sự. Ngoài ra thì cũng nên bỏ những cái thói quen không tốt là hay nhìn vào khuyết điểm của người khác, thôi bỏ qua để chúng ta dễ sống hơn. Thơ về người tuổi Dậu nữ mạng thì có một bài thơ tổng quát về cuộc sống để anh chị chiêm nghiệm như này, đoán xem số mạng tuổi này. Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang, gái mà sinh đặng can này, năm nhâm quý nữ nam, năm nhâm chắc là nam nhân ấy, quý nữ rõ ràng chẳng sinh, đặng sinh thì sáng suốt tinh thần, nói năng lưu loát mọi người mến thương. Quý Dậu nhiều kẻ hiền lành, ít ai ở giữ gian manh bạo tàn, hậu vận có của mới an, không thì chồng vợ khó bề ở yên, tức là về sau giàu thì mới tốt. Trung niên nay đổi mai rời, ai mà có chí mới mong vẹn toàn, sinh ra đặng gái đầu lòng, làm ăn có khá mới mong làm giàu. Tổng quan tử vi nữ mạng Quý Dậu như sau. Nữ Quý Dậu thì trong cuộc sống gặp nhiều may mắn về tình duyên và lẫn tiền tài. Lúc còn trẻ thì khá lận đận trong việc xây dựng sự nghiệp, nhưng mà sau kết hôn thì rất hay được quý nhân giúp đỡ. Bước sang tuổi trung niên thì tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống, về già hưởng cuộc sống thảnh thơi và yên vui bên con cháu. Được quý nhân giúp đỡ, nếu mà là số tử vi có quang quý hoặc là có khôi việt hoặc thiên quan thiên phúc quý nhân thì quả thực là hay được vậy. Nữ Quý Dậu thì sau kết hôn thì hoàn cảnh hay thay đổi, nhiều vận may tới, cuộc sống thì ngày càng tốt đẹp, đời sống vật chất tình cảm đầy đủ êm ấm, hưởng thọ trung bình từ 74 đến 86 tuổi, và nếu làm nhiều việc thiện sống phúc đức thì tuổi thọ sẽ tăng lên, nhưng mà qua 70 là cũng tốt lắm rồi. Về mặt tình duyên thì sinh vào các tháng 1, 7, 8 âm lịch thì tình duyên của nữ Quý Dậu phải trải qua nhiều lần vất vả mới có được hạnh phúc trọn vẹn.
Và trong cuộc sống thì có nhiều điều kiện không thuận lợi khiến nữ quý dậu là thường xuyên phiền lòng. Và sau kết hôn thì cuộc sống có đôi phần khá khó khăn về mặt tài chính. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến tình cảm hai bên. Còn muốn có cuộc sống cải thiện thì nữ quý dậu phải cố gắng hơn trong công việc. Đấy là những người sinh vào cả tháng 1, 7 và 8. Khi sinh vào các tháng 2, 5, 6, 9 và 11 âm lịch thì cuộc sống hôn nhân có nhiều vất vả nhưng nhìn chung cũng khá hạnh phúc. Trong công việc và sự nghiệp thì có gặp phải những vấn đề nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều tình cảm hai người. Và nữ quý dậu sinh những cái tháng này sẽ rất là may mắn về mặt con cái. Còn sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 10 và tháng 12 thì nữ quý dậu không chỉ có một tình yêu đẹp mà sau khi kết hôn cũng rất là hạnh phúc và may mắn. Cuộc sống hôn nhân thuận lợi, không có nhiều vất vả lo lắng khi sống chung, lại có vận tiền tài. Và nữ quý dậu thì sinh vào tháng trên rất có duyên về tiền bạc, tức là có khả năng khiếu kinh doanh, có khả năng buôn bán. Tháng 3 là tháng thìn, thìn dậu nhị hợp, tháng 4 là tháng tỵ, tỵ dậu tam hợp, tháng 12 là tháng sửu, tháng 12 là tháng sửu, tỵ dậu sửu tam hợp. Về mặt gia đình và sự nghiệp thì cuộc sống gia đình thì có phần êm đẹp nhất là sau khi kết hôn hoặc sinh con. Bước sang tuổi trung niên thì được hưởng hưởng nhiều phúc lộc từ con cái, tức là nên sinh con cái. Sự nghiệp thì có phát triển vào những năm 25 tuổi, năm 30 đến 40 tuổi thì đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nhờ những cái sự cố gắng từ những năm trước. Về tuổi hợp để chọn bạn đời, năm sinh con cũng như là đối tác làm ăn của quý dậu 1993 thì quý nhân là tại tuổi Mão và Tỵ, thần tài là tại Tý, thiên mã là tại Hợi, rồi địa chi hợp là tại Tỵ Sửu và Thìn, tuổi kỵ là xung hình hại phá, đó là Mão Dậu Tuất Tý. Thì như vậy anh chị để ý một chút này, quý nhân là Mão nhưng mà bị xung thành là quý nhân này cũng không dùng được. Dậu, hai dậu với nhau thì kết hợp cũng không được, hình hình khác nhau. Dậu với tuất thì hại nhau. Thần tài tại tý và tuổi phá cũng là tại tý, thế nên là trước kết hợp với người tuổi tý thì cũng tốt, tốt về buổi ban đầu, về sau lại sinh ra những cái khắc hại nhau, không hợp nhau rồi lại phá nhau. Và thiên can hợp là thiên can mộc, như vậy là tuổi quý dậu sẽ rất hợp với tuổi, ở đây là tuổi mậu thìn và mậu tý, và đặc biệt những tuổi nào mà mang ngũ hành là thổ, là kim, hoặc là nếu là mộc cũng được. Tại vì sao? Mậu thìn là mộc, quý dậu là kim, thiên can địa chi hợp, hơn nữa thì cái kim này có thể khắc được mộc này, và mộc này mậu thìn là đại lâm mộc, nói chung là mộc của đại lâm mộc thì không sợ kim loại chặt chém được quá nhiều, mà nhiều khi là vật dụng bằng gỗ phải có kim loại thì mới thành hình, thành bàn ghế giường tủ để cho chúng ta sử dụng. Còn mậu tý là hỏa, hỏa thì khắc kim cũng tuy là đấy bất lợi ở chỗ đấy, nhưng mà nói chung là cứ được các tuổi quý nhân thần tài thiên mã địa chi hợp là rất là tốt rồi. Và các anh chị chú ý những năm xung tháng hạn, đó là năm Mão, năm Dậu, năm Tuất, năm Tý. Ngoài ra thì còn cả năm Dậu nữa, năm tuổi bản mệnh, thêm những năm tam tai. Đây tam tai thì ở đây bên đây rồi, tam tai thì đó là 3 năm Hợi Tý Sửu. Và năm 2021 này thì người tuổi quý dậu là 29 tuổi và cũng đang vào bước vào năm tam tai cuối cùng. Ngoài ra có thái tuế chiếu mệnh, thành ra một năm cũng sẽ có nhiều sự biến đổi và xu hướng sẽ biến đổi không được tích cực lắm, nhưng mà đấy là những cái nền mà những cái nền tảng, những cái sóng gió mà chúng ta phải vượt qua để có những cái thành tựu tốt hơn. Về mặt hướng nhà hợp nữ mạng 1993 quý dậu như sau. Thì quý dậu thì có nữ mạng thì cung phi là cung cấn, tức là con nhà tây tứ mệnh hợp với những hướng thuộc tây tứ trạch. Thứ nhất là hướng sinh khí, sinh khí ở đây là tây nam từ 202,5 độ tới 247,5 độ. Hướng phúc đức là từ 247,5 độ, tức là hướng tây 247,5 độ tới 292,5 độ. Và hướng thiên y là hướng tây bắc là từ 292,5 độ tới 337,5 độ. Và hướng phục vị, tức là hướng phục vị, tức là hướng của chính bản thân mình, hướng tuổi luôn, đó là từ 22,5 độ đến 67,5 độ. Ở đông bắc là đông bắc cũng là cấn, cấn với cấn thì người ta gọi là phục vị. Còn bốn hướng màu xám, bốn hướng màu đỏ là bốn hướng tốt anh chị nhé, còn bốn hướng màu xám là bốn hướng xấu, đó là hướng bắc thuộc ngũ quỷ, hướng đông là lục sát, hướng đông nam là tuyệt mạng và hướng nam là hướng họa hại. Thì về cơ bản thì hướng nhà thì tốt nhất là nên chọn cho hướng con trai, anh chị xem để tham khảo thôi. Và cái hướng nhà tốt, hướng nhất vị nhị hướng, vị trí tốt mới là hàng đầu. Vị trí tốt tức là một căn nhà ở được một cái vị trí phong thủy tốt, không gặp các cái thế sát ở bên ngoài nó chiếu tới. Và cái thứ hai là cái bố cục của các phòng ban chức năng, tức là vị trí của phòng ban chức năng ở trong nhà mà nó tốt thì nó còn hơn cả hướng, và đặc biệt phải ưu tiên những người con trai ở trong nhà.
thì một vài chia sẻ gửi tới anh chị là như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các bài chiêm nghiệm tiếp theo ạ.